Hôm qua 13 tháng 7 tại huyện Thoại Sơn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên các huyện Thoại Sơn, Chợ Mới và thành phố Long Xuyên. Tại buổi tọa đàm, đại biểu được nghe các tham luận chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường, đi sâu vào đánh giá thực trạng, hạn chế của công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, nêu lên những nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ môi trường thời gian tới. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quý Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, đề nghị các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình hiệu quả, mô hình sản xuất sạch trong trồng trọt, chăn nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xã hội hóa vận động mua xe thu gom rác, lựa chọn cán bộ tuyên truyền am hiểu kiến thức, nắm chắc địa bàn, tuyên truyền đúng trọng tâm, sát thực tế, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan phải mang tính thời sự, xuyên suốt cả quá trình thực hiện, gắn trách nhiệm người dân với các mô hình triển khai.